Hello, xin chào anh em Mi Game, tôi đã quay trở lại rồi đây. Tí nóng anh em ơi, anh em đã biết gì chưa? Mob Games vừa tung ra một đoạn phim VNS mới, hé lộ những sinh vật mới gọi là Smiling Creatures. Trông thì có vẻ chúng là những món đồ chơi dễ thương, nhưng tôi có linh cảm rằng khi Poppy Playtime Chapter 3 ra mắt, Smiling Creatures sẽ lật mặt trở thành một bầy quái vật tàn ác. Anh em chờ xem tôi nói có đúng không nha. Không những thế, tên của chúng cuối Chapter 3 đã lộ diện, đó là một món đồ chơi hình mèo tên là Catnap. Đây chính là sinh vật đang làm bá chủ khu nhà trẻ Playcare, nên nó sử dụng chất khí ga màu đỏ để biến tất cả những sinh vật nơi này làm nô lệ của nó, và còn rất nhiều thông tin cực nóng khác mà tôi sắp sửa phân tích cho anh em đây. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cố hết sức để phân tích những chi tiết đã được tiết lộ trong đoạn phim VSS mới, cũng như là những bức ảnh teaser cuối cùng sẽ là con trùng cuối Catnap. Dĩ nhiên, trong video cũng sẽ có một loạt giả thuyết sặc mùi xạo lìn nhưng lại vô cùng hợp lý về Poppy Playtime Chapter 3 của Mi Game tôi nữa nha. Nghe hấp dẫn quá phải không nào? Hấp dẫn thế thì ấn nút đăng ký ủng hộ Mi Game tôi cái. Anh em nào mà không ấn đăng ký giúp Mi Game đạt 2 triệu sub thì tối nay sẽ bị mấy con Smiling Creatures này tới nhà ngủ chung đấy. Anh em mà xem tôi phân tích chúng trong video này là không dám cho chúng ngủ chung đâu. Anh em thấy sợ chưa? Sợ rồi thì ấn nút đăng ký để mình vào video nào. Smiling Creatures là một nhóm gồm 8 con thú tí hon với đặc điểm chung là miệng của chúng đều nở một nụ cười hết cỡ, thế nên mới có tên là Smiling Creatures. 8 con vật bao gồm voi, heo, kỳ lân, chó, thỏ, mèo, gấu và gà. Và chiếc dây kéo trước ngực của mỗi con thú đều mang một ký hiệu khác nhau. Chưa rõ những ký hiệu này có mang ý nghĩa gì đặc biệt không, chắc là phải đến khi game ra mắt chúng ta mới biết được. Vậy thì vai trò của những con thú này ở nhà trẻ Playcare là gì? Theo như lời mô tả thì mỗi con thú sẽ mang một mùi hương khác nhau. Có vẻ mùi hương này sẽ giúp lũ trẻ ôm chúng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Và dựa vào lời mô tả thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được ký hiệu trước ngực bọn thú là tượng trưng cho tính cách của bọn chúng. Con voi thông minh, nó là chiếc bóng đèn. Con heo phàm ăn, trái táo. Con kỳ lân thân thiện, đóa hoa. Con chó vui vẻ, mặt trời. Con thỏ năng động, tia chớp. Con mèo hay ngủ, mặt trăng. Và con gấu đáng yêu, trái tim. Cuối cùng là con gà, ngôi sao của cả nhóm. Anh em còn nhớ trước khi Chapter 2 ra mắt thì người ta có tung ra một đoạn quảng cáo dành cho món đồ chơi Mommy Long Legs không? Hôm nay, trước khi phần 3 phát hình, chúng ta cũng có một đoạn phim riêng. Đó chính là một tập của phim hoạt hình Smiling Creatures với nhân vật chính là 8 con thú kia. Có vẻ, lũ thú nhiều màu này rất được trẻ em yêu thích, cho nên công ty Playtime đã làm hẳn một loạt phim hoạt hình dành riêng cho bọn chúng. Để xem có bí ẩn nào đang chờ đợi chúng ta trong tập phim này không nhé. Đoạn intro mở đầu cũng không khác gì mấy bộ hoạt hình mà Mi Game tôi từng xem hồi còn bé cả, cũng chỉ là giới thiệu từng nhân vật thôi. Nhưng mà đến khi vào nội dung chính của tập phim thì bỗng nhiên nó chuyển sang hướng cực dark anh em ạ. Trời đang bão và lũ thú bông sợ quá không dám ngủ, tuy nhiên chỉ có 7 con ở đây thôi, tôi không thấy có mèo ở đâu hết. Bọn chúng đang trấn an nhau, bảo mọi chuyện rồi sẽ qua thôi các kiểu, thì cả đám giật bắn người vì có tiếng đập cửa. Đó hóa ra chính là con mèo, và chúng ta được tiết lộ rằng con mèo tên là Catnap, kẻ đang nở một nụ cười vô cùng ớn lạnh. Vì cả nhóm đang khó ngủ nên chúng nhờ Catnap hãy giúp chúng chìm vào cơn mê. Và đến đây, thay vì tiếp tục với đồ họa hoạt hình thì tập phim lại chuyển sang những hình ảnh chân thật, y như được ghi lại bằng máy quay phim vậy. Catnap thả ra luồng khí ga màu đỏ và nó bắt đầu có tác dụng ngay lập tức. Lũ thú bắt đầu phấn khích nhảy nhót mất kiểm soát, miệng thì cười hô hố. Thế nhưng tiếng cười của chúng dần biến dạng, chuyển sang tiếng la hét cực kỳ ám ảnh. Bởi con thú kia đều đã chìm vào giấc ngủ, cơ mà trông chúng có vẻ như là kiệt sức vì cười quá nhiều hơn. Chỉ duy nhất có Catnap là còn tỉnh giấc, miệng vẫn còn nở một nụ cười. Còn nhớ trong đoạn trailer trước đây, có một chi tiết khá bí ẩn là dòng chữ Never forget the hour of joy. Đừng quên giờ vui vẻ nha. Lúc đó chúng ta vẫn chưa rõ cái giờ vui vẻ này là cái gì. Thế nhưng sau cuộn băng VSS này, giờ vui vẻ chính là ngay sau lúc lũ trẻ bắt đầu hít cái khí ga màu đỏ. Chúng sẽ vui vẻ cười hớn hở trong vòng 1 giờ đồng hồ và sau đó ngủ thiếp đi vì kiệt sức. So với mục đích ban đầu của công ty Playtime là tạo ra những con thú bông thơm tho, có mùi hương dễ chịu giúp trẻ con dễ đi và giấc ngủ hơn, thì bây giờ mọi thứ đã bị thay đổi theo hướng vô cùng ác độc. Lũ trẻ được cho hít chất kích thích và sau đó liệm đi vì quá mệt mỏi. Những chi tiết khác trong trailer cũ đã dần được sáng tỏ sau đoạn băng VSS này. Nhìn vào những bức ảnh này mà xem, trông mấy đứa trẻ tại đây có vui vẻ hạnh phúc hay không? Trông chúng buồn bã, tuyệt vọng, không có tí sự sống nào. Hắn ta khiến mình gặp ác mộng, cảm giác như bố và mẹ trước khi họ bỏ mình vậy. Nó cho thấy những đứa trẻ ở đây bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần bởi con quái vật Catnap này. Ngày nào cũng hít khí ga đỏ cười đến kiệt sức thì sao mà chịu nổi. Hóa ra, sinh vật thở ra những khí ga màu đỏ trong đoạn trailer chính là những hình ảnh đầu tiên về con quái vật này, trông nó kinh dị gấp mấy lần so với sinh vật mà chúng ta thấy trong tập phim hoạt hình. Dù băng đảng Smiling Creatures có đến 8 con thú, thế nhưng Mi Game tôi cảm giác chỉ có mỗi con mèo Catnap là được công ty Playtime thí nghiệm biến thành một món đồ chơi sống thôi, và chúng ta sẽ không gặp được 7 con thú kia. Tại sao Mi Game tôi lại có suy luận này? Đó là nhờ tựa game ARG trên website của Poppy Playtime. Để có thể xem được tập phim Smiling Creatures trên này, anh em phải nhập vào một quả mật khẩu tên là Hypnagogia. Đây là một từ dùng để mô tả trạng thái chuyển từ tỉnh táo sang ngủ say. Đại khái là lúc anh em đang buồn ngủ và sắp ngủ ấy. Vậy thì cái trạng thái này có gì đặc biệt? Nó liên quan gì đến lũ Smiling Creatures?
Theo như minigame tôi tìm hiểu thì khi đang ở trạng thái này, anh em sẽ vô cùng dễ gặp ảo giác. Chúng có thể biến thành những hình ảnh vô cùng màu mè sặc sỡ và anh em có thể tưởng tượng ra những thứ vô cùng ảo diệu vô lý. Đọc đến đây, tôi thấy nó giống y hệt như mô tả những con Smiling Critters vậy. Chúng là 8 con thú với 8 màu sắc khác nhau và nếu có gặp chúng trong game, tôi nghĩ chúng sẽ đều là ảo giác do trạng thái Hypnagogia gây ra. Cụ thể, thứ khí ga màu đỏ do Catnap thải ra sẽ đưa những ai hít phải vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cái đoạn mà lũ Smiling Critters nhảy múa ở trên chính là ảo giác mà những đứa trẻ sẽ tưởng tượng ra khi hít phải khí ga. Và trong số đó chỉ duy nhất Catnap là có thật mà thôi. Còn lại đều là ảo giác do chơi đồ mà ra hết. Ngay cả trong tập phim anh em cũng có thể thấy được là Catnap có hành xử hoàn toàn khác so với những con thú còn lại. Trong đoạn intro, Catnap là con thú duy nhất không vẫy tay chào người xem. Những con thú kia đều vui vẻ, tốt tính hơn Catnap. Trả bù cho một con mèo lạnh lùng không thèm lên tiếng, chỉ nở một nụ cười từ đầu đến cuối. Nhà tôi có hai chị em là Liên và Long. Liên thì bị ngọng, còn Long bị gì anh em biết rồi đấy. Lũ thú Smiling Critters trong đoạn phim hoạt hình cũng có triệu chứng y hệt như anh Long vậy. Đang vật vờ vì không ngủ được thì ngay khi thấy Catnap xuất hiện, cả bọn đều vui mừng hớn hở. Đáng lẽ khi được ngủ thì vẻ mặt của bọn chúng phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Cái gương mặt này là của mấy con nghiện sắp được thỏa mãn cơn thèm thì đúng hơn. Vậy thì phải chăng để lũ trẻ dễ bảo và phụ thuộc hơn, công ty Playtime đã tạo ra thứ khí màu đỏ này có chất gây nghiện bên trong? Như thế thì đắc quá, nhưng mà tôi tin cái công ty Playtime thất đức này không có gì không dám làm anh em ạ. Hành vi của bọn Smiling Critters sau khi hít khí cũng hoàn toàn trái ngược. Trước đó bọn chúng đều đang hoảng sợ, lo lắng và nhút nhát. Thế nhưng, sau khi hít vào thì bọn chúng trở nên mất kiểm soát điên loạn. Vậy thì phải chăng trong phần 3, khi lần đầu chúng ta gặp lũ Smiling Critters, chúng sẽ là những sinh vật hiền lành sợ sệt. Thế nhưng sau khi Catnap xuất hiện và cho cả bọn chơi đồ, thì bọn chúng sẽ biến thành những con quái vật điên loạn. Cuộn băng VHS mà chúng ta xem có vẻ không phải là một tập phim của series hoạt hình Smiling Critters. Kiểu với những nội dung như thế này thì đây đâu thể là một tập phim được phát sóng trên truyền hình được. Đấy ắt hẳn là một tập phim được phát sóng độc quyền ở nhà trẻ Playcare. Nó như một đoạn video hướng dẫn cho lũ trẻ, khuyên chúng hãy hít thử khí ga màu đỏ thật nhiệt tình vào. Đoạn video này sẽ được chiếu cho những đứa trẻ lần đầu tiên được đưa đến nhà Playcare. Bởi đây là một việc vô cùng quen thuộc mà bọn chúng sẽ phải thực hiện mỗi ngày. Ở thời điểm hiện tại, nếu anh em lên trang Steam ở Poppy Playtime 3 thì sẽ thấy người ta đã cập nhật những hình ảnh hoàn toàn mới cho con game và xóa đi toàn bộ những hình ảnh cũ. Tuy nhiên, Mi Game tôi đã may mắn kịp tải về trước một ít để làm video. Giờ tôi sẽ lướt qua mấy bức ảnh cũ trước khi tiến hành phân tích đống ảnh mới nha. Đầu tiên chúng ta có hình ảnh một căn phòng trông khá là đổ nát, giấy dán tường đã bị xé toạc. Nếu để ý thì anh em sẽ thấy giấy dán tường có họa tiết hình bông hoa Poppy. Nơi này trông giống phòng ngủ của một ai đó, có thể là một nhân viên nhà trẻ. Bởi tôi không nghĩ là lũ trẻ sẽ được ở phòng riêng từng đứa đâu. Tiếp đến ở bên trái là một con Bojibot bị treo lên trần nhà. Đây là một hình ảnh mà anh em đã từng thấy trong chapter 1 khi anh em chuẩn bị bước vào căn phòng giam giữ Poppy. Ở bên ngoài cũng có những món đồ chơi bị treo lên trần nhà. Còn ở bên phải là con khủng long Bron. Nó trông như là bị xiên dính vào một vật gì đó. Và cuối cùng là một con Catby nằm trên sàn nhà, có vẻ là tèo rồi anh em ạ. Bức ảnh tiếp theo chính là phòng ngủ tập thể của lũ trẻ tại Playcare. Bọn chúng ngủ giường tầng, san sát nhau. Dưới sàn nhà là một lỗ thủng to tướng kèm theo những vết cào. Phải chăng đã có một con quái vật khổng lồ trồi lên từ sàn nhà và bắt lũ trẻ đi hết? Tiếp đến là hành lang với những ngăn tủ đựng đồ rất giống với một trường học. Anh em có thể thấy bên trong tủ là ba lô trẻ em cũng như rất nhiều món đồ chơi nằm trên mặt đất. Cơ mà theo như tựa đề của bức ảnh, nó tên là Factory. Nên đây chắc là nơi công nhân nhà máy cất giữ đồ đạc cá nhân trước khi làm việc rồi. Và cuối cùng là hình ảnh của một lớp học bên trong nhà trẻ Playcare. Vì nằm sâu dưới lòng đất nên quang cảnh bên ngoài cửa sổ là hoàn toàn giả, nhằm tạo cảm giác đây là một nơi an toàn trong lành. Và khi tăng độ sáng lên, anh em sẽ thấy tất cả những món đồ chơi trong căn phòng này đều bị cắt mất đầu. Bên trên tấm thảm lót sàn là một vệt máu dài, chắc chắn đã có một thảm kịch xảy ra tại đây. Có đứa trẻ nào đó đã mất mạng ngay trong chính lớp học. Bây giờ chúng ta cùng đến với chụp ảnh mới được update nha. Đầu tiên, một góc ảnh khác của bức Factory trên. Trên sàn nhà thì dính máu rồi có hai món đồ chơi bị treo lên trần nhà. Bức ảnh thứ hai là phòng y tế của nhà trẻ, với bên cạnh giường là giá treo túi chuyển nước biển. Đây chắc là nơi điều trị những đứa trẻ bị biến chứng sau những lần hít khí ga màu đỏ, hoặc cũng có thể là phòng ngủ riêng dành cho những đứa trẻ bị bệnh bẩm sinh hay gì đó. Ngoài ra, trên tường cũng có vẽ hình của Boxy Boo. Liệu đây có phải là xác nhận rằng con quái vật hộp này sẽ xuất hiện trong Poppy Playtime Chapter 3? Bức ảnh thứ ba đến từ một nơi được gọi là nhà tâm thần. Bức tường ở đây được lót bằng xốp mềm khá là giống với những căn phòng dành cho bệnh nhân tâm thần, được thiết kế để họ không tự làm bản thân bị thương được. Đây có vẻ là nơi dành cho những đứa trẻ phát điên sau khi hít phải khí ga màu đỏ. Đây cũng có vẻ là nơi mà bức ảnh poster này được chụp. Như trong video trước tôi có phân tích, thì khi nhìn kỹ ở giữa bức hình chính là đầu của con mèo Catnap. Nhà tâm thần này chính là nơi mà con mèo Catnap đang cư ngụ. Bức ảnh thứ tư chính là lối vào nhà ga tàu hỏa dẫn đến Playcare. Đây sẽ là nơi đầu tiên mà những đứa trẻ nhìn thấy trước khi tiến vào bên trong Playcare. Chả biết có chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng mà vết máu bắn khắp nơi anh em ạ, khiến tôi tưởng tượng đến cảnh có một con quái vật cấu xe nhóm người đang đứng chờ tàu hỏa. Và bên dưới bức tượng Huggy là rất nhiều món đồ chơi bị mất đầu nữa. Bức ảnh thứ năm cũng là bức ảnh cuối cùng có một cái tên vô cùng kỳ lạ là phòng ngủ. Nhìn nó giống có phòng ngủ chút đào đâu, phòng tra tấn thì đúng hơn. Để tôi tăng độ sáng lên để anh em thấy nơi này kinh khủng như thế nào nhé.
Nơi này vừa diễn ra một cuộc thảm sát đồ chơi, chúng bị xiên vào những cây cọc nhọn và bị treo ngược lên trần nhà, máu ngập cả sàn anh em ạ. Và chúng ta đến với phần nóng hổi nhất của video, thân phận thực sự của con quái vật catnap đã lộ diện rồi đó anh em. Từ game ARG trên website của Poppy Playtime đã cập nhật một thư mục mới nằm bên trong dự án Bigger Bodies Initiative. Cho em nào quên thì đây chính là dự án tạo nên những món đồ chơi sống nhằm mục đích thay thế công nhân nhà máy đồ chơi Playtime. Huggy Wuggy, Kissy Missy hay Mommy Long Leg đều là sản phẩm của dự án này. Bên trong có hai thư mục, đó là 1006 và 1188. 1006 anh em biết quá rõ rồi, đó là thí nghiệm nguyên bản đầu tiên, là chùm cuối thực sự tại nhà máy Playtime. Vậy còn thí nghiệm 1188 thì sao? Tôi chưa từng nghe qua con số này bao giờ. Để hóa ra chính là dùng địa chỉ catnap, nó là sản phẩm mới nhất đến từ dự án Bigger Bodies ở trên. Ở bên là một bản báo cáo. Dù đã bị tô đen gần hết nội dung nhưng những thông tin còn sót lại cũng đủ để chúng thu thập được một số thông tin về thí nghiệm 1188 catnap. Theo đó, thí nghiệm 1188 đã được cải tiến mức độ nhanh nhẹn so với thí nghiệm trước đó là 1160, tức Huggy Wuggy. Đây chính là thí nghiệm xịn sò nhất, tối tân nhất mà công ty Playtime từng thực hiện. Mục đích của nó là để dùng tại một nơi được gọi là Home Sweet Home. Đây có vẻ là một tên gọi khác của nhà trẻ Playcare. Đoạn sau của báo cáo mô tả lại chi tiết quá trình chuyển ý thức của một con người vào bên trong cơ thể của một món đồ chơi. Theo đó, quá trình này có rất nhiều rủi ro. Tôi đọc thấy có nhắc đến tế bào não rồi dây thần kinh cột sống các kiểu. Cơ thể của thí nghiệm 1188 được làm hẳn vài sợi màu tím, tương tự như con Smiling Critters, và trong đám thú kia, chỉ có duy nhất con catnap là có màu tím thôi anh em ạ. Một khả năng đặc biệt nữa của thí nghiệm 1188 là nó có thể thu nhỏ cơ thể lại gấp 3 lần so với kích thước thông thường. Khả năng này là để nó có thể dễ dàng chui vào và di chuyển ở những nơi có diện tích nhỏ hẹp, giống hệt như một con mèo. Ở đoạn cuối cùng, bản báo cáo cũng liệt kê ra danh sách 12 ứng viên tiềm năng để tiến hành thí nghiệm 1188. Tôi muốn anh em chú ý đến cái tên Theodore Gramble. Bởi đính kèm trong một email là cuộc nói chuyện giữa hai nhân viên của công ty Playtime. Trong đó họ nói rằng một bé trai 7 tuổi tên là Theodore Gramble bị tai nạn điện giật suýt chết khi đang tìm cách trốn thoát khỏi nhà trẻ Playcare. Với việc cậu bé Theodore đang hôn mê và bỏng toàn thân sau tai nạn điện giật với khả năng bình phục rất thấp, các nhân viên Playtime đã quyết định đưa ý thức của cậu bé vào bên trong thí nghiệm 1188 catnap. Mục đích ban đầu của thí nghiệm này là đảm bảo bọn trẻ tại Playcare yên giấc hàng đêm, ngăn cản bất kỳ đứa nào có ý định trốn thoát khỏi đây. Anh em biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Catnap hóa điên và biến nhà trẻ Playcare thành địa ngục trần gian. Có một chi tiết thú vị nữa liên quan đến Theodore, đó là cậu ta thường hay nói chuyện với một người bạn tưởng tượng. Cái cửa thoát khỏi nhà trẻ Playcare cần phải có hai người mở cùng lúc, nên có ai đó đã giúp Theodore trốn thoát. Và kẻ đó chính là thí nghiệm 1006. Hóa ra, người bạn của Theodore không hề là tưởng tượng mà có thật 100%. Catnap làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của chùm cuối 1006 đấy anh em ạ. Trong một bản báo cáo khác cũng đã chỉ ra rằng, mỗi khi tiếp xúc với thí nghiệm 1006, catnap đều tỏ ra ngoan như cún, nó thường hay bắt chước hành động của thí nghiệm 1006. Xem ra một lần nữa, thí nghiệm 1006 lại là nguồn gốc của mọi biến cố tại nhà trẻ, chính nó đã kích động catnap đã gây ra thảm kịch tại Playcare. Chúng ta đã đi rất gần đến lúc được diện kiến thí nghiệm 1006 rồi anh em ạ. Ok, và đó là những phân tích của Mi Game tôi về những hình ảnh mới của Poppy Playtime Chapter 3 cũng như cuộn băng VNS Smiling Critters. Anh em nếu thấy video hay ho nhớ để lại comment cũng như like share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nha. Mi Game sẽ lên video mới vào lúc 18 giờ thứ hai từ 6 mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem với subscribe nha. Còn bây giờ trước khi hết video, tiếp mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn không biết làm gì và Kim Ngân có cùng yêu cầu là muốn được lên TV. Hôm nay hai bạn được mãn nguyện rồi nha, nên đừng quên ủng hộ Mi Game từ nay về sau. Chỉ cần bình luận mặn mòi hay có câu hỏi thú vị là được lên TV thôi anh em ơi, nên hãy gõ phím nhiệt tình nào anh em Mi fan. Anh em Bảo Khôi có một chia sẻ thể hiện sự đồng cảm với Mi Game. Tôi xin cảm ơn anh em rất nhiều nha, nhưng mà anh em ơi, Mi Game tôi có một cái thật là thích khẩm rồ. Đây là game có kinh dị tới đâu thì tôi cũng chiến được hết. Tất cả vì anh em đấy, nên đừng quên bỏ lại một like cho tôi nha. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai từ 6 mỗi tuần đón chờ video mới của tụi mình. Cái gì quan trọng phải nói hai lần. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo.